họ hàng, nói ra nói vào, chuyện không của riêng ai. Hôm qua mọi người trên ngoại xuống nhà em ăn cơm, em đi Tết thầy cô với bạn 4 giờ em về ngồi nhặt rau để mọi người ăn lẩu có nhiều rau vãi ý ạ. Mà em cũng biết em làm lâu rồi, tới 5 giờ gia đình mợ em tới chơi mợ làm, mợ ngồi làm rau với em, mợ bảo em làm lâu. Em dọn cái ngọn rau đi đổ cho gà, mẹ em cũng nói vậy. Em mới đi rút quần áo xuống thì nghe mọi mẹ nói quá với mợ là em ở trong nhà tắm tới 1 giờ. Mợ bảo mẹ đề phòng em vì bọn này hay nghiện mấy cái thuốc lá điện tử chui vào nhà tắm hút. Em bị sốc vì không ngờ mình bị nghi như vậy. Em bức xúc về phòng thì chị em hỏi làm sao. Em nói mợ em nói gì với chị thì chị tát em, bảo là mày tốt đẹp gì mà mày bảo người khác nói xấu công khai. Mày chết được ở đâu thì mày chết đi. Em thấy em không phải là con nhà người ta nhưng cũng không đua đòi nhuộm tóc hay làm đẹp gì cả. 16 năm có đúng một lần em ra ngoài vào buổi tối với bạn vào hôm Noel, em cũng không đòi mua sắm gì cả, việc nhà em vẫn làm, việc học của em cũng bình thường. Cậu mợ còn nói với con của cậu mợ là sau hồi 5 tuổi em bị ngã thì não em bị ảnh hưởng, đúng ra là nói em bị ngu, em bị ép phải ngồi lên ngồi ăn, ăn được 2 miếng thì cậu bảo bố em là phải dạy lại chứ không bọn này hư cả lũ. Các chú cũng nói kháy là tầm tuổi em nhuộm đầu xanh đầu đỏ lạng lách, em không ăn được nữa đứng lên về phòng. Lúc lên dọn mợ em lại cười cười bảo là em đang dỗi mợ, chị em thì bảo nó trẻ con. Thực sự em thấy rất thất vọng ấy ạ. Bình thường đã nói xấu em công khai nhưng em đều giả điếc. Hôm qua em còn định ra khỏi nhà vì chuyện này cũng chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Bạn em khuyên thì em ở nhà nhưng em khóc tới 1 giờ mệt quá mới ngủ. Có thể mọi người sẽ nói em trẻ con nhưng phải đặt vào hoàn cảnh bị mọi người toxic mới hiểu được ạ. Như thế này nè, nói chung là người ta cũng có sai nhưng mà cái này thực sự là nhà nào cũng thế. Cái việc mà kiểu đánh giá con trẻ qua những cái gì mà người ta nhìn thấy, người ta cũng không có rõ được ấy, là cái mà nhà nào cũng thế thật đấy. Nên là chị biết là buồn, nhưng mà bây giờ mà em vì những cái câu nói đấy mà em để ảnh hưởng đến cảm xúc của mình ấy, để ảnh hưởng đến tương lai của mình, học hành của mình, ví dụ như em bỏ nhà đi đúng không, hay là em có những cái hành động gì đấy, em chán, em chả học hành, em chả làm gì đấy, thì tự dưng lại ảnh hưởng đến em. Thế sau một em tệ nạn thật, em xấu xa thật, thì thành ra là người ta nói đúng. Bây giờ mình làm sao để mình chứng minh cho người ta thấy là người ta nói sai? Bây giờ mình không thể chứng minh ngay được, bởi vì là mình còn nhỏ lắm. Mà khi mà còn nhỏ thì mình chưa làm được cái gì hết, mình cần thời gian để mình chứng minh. Mình muốn chứng minh cái gì thì cũng phải khi lớn. Mà muốn lớn lên chứng minh được thì mình phải tích lũy từ nhỏ, mình học hành chăm chỉ đấy chẳng hạn thế. Thì sau này khi mà mình lớn lên rồi, mình có khả năng mình làm này làm kia, mình chứng minh cho người lớn thấy là mình không sai. Chứ chị nói thật với em nhá, bây giờ chị về quê á là chị mới hay được khen lắm. Chị có chị bị chê mỗi cái là không có người yêu, không có chồng đôi, tức là cứ mãi đâm đầu vào làm việc mà không có yêu đương gì, không có chồng con gì, bạn bè là có con rồi, là chê mỗi cái đấy thôi. Còn tính cách của chị hay là cái chăm chỉ làm việc là vẫn được khen. Nhưng mà em có biết là ngày xưa chị cũng bị nhận xét như thế chả khác mẹ gì luôn em ạ. Em có biết là ngày xưa thằng bạn chị nó chở chị về nhà mà người ta còn bảo chị là có trai trở về nhà không, mà trong khi là xe chị hỏng chị không dám nhờ thằng nào đón đi học luôn, mà chị phải đi bộ trong khi là chân chị rất là đau. Chị đi bộ xa là chị rất là mỏi, chị không có đi được, nhưng mà chị không dám nhờ thằng nào luôn. Mà con có phải là con gái đứa nào cũng có thể nhờ được đâu. Có những cái đứa nhà rất là xa mà mình cũng ngại nhờ, đúng không? Có những đứa nó có xe, có những đứa không, có những đứa kiểu nó cũng hay muộn học, không phải đứa nào mình cũng nhờ nó rẽ qua nhà mình đón được, không dám nhờ luôn, bởi vì là mang về chỉ cần trở về đến cổng thôi là bị nói rồi. Nên là đứa nào cũng thế, ngày xưa chị nhuộm tóc chị cũng bị nói nha, đứa nào cũng bị nói luôn, yên tâm đi. Kể cả khi mà bây giờ mình lớn lên rồi, mình trở thành rồi, mình cũng bị nói. Cái này là nhà nào cũng vậy thôi. Tức là người ta thì cũng có sai đấy, nhưng mà em có thể đặt mình vào vị trí của người ta để suy nghĩ nhá. Với một người mà người ta sống một cái hoàn cảnh như thế, ví dụ như cô dì chú bác của mình ở quê đúng không, đâu phải là những người học cao, đâu phải là những người mà đi ra ngoài kiểu như là, tức là người ta hàng ngày lo cơm áo gạo tiền rất là áp lực, thì cái suy nghĩ của người ta sẽ hơi kiểu toxic một tí, tức là người ta sẽ không có thể nào mà dễ thông cảm cho người khác được. Em có biết cái đoạn văn của Nam Cao mà nói về vợ của ông giáo không? Vợ của ông giáo không phải là một người xấu, tức là ông giáo thì muốn giúp đỡ lão Hạc đúng không, nhưng mà vợ của ông ấy rất là khó chịu ấy, không đấy không phải là bà ấy xấu, mà bởi vì là hoàn cảnh bà ấy cũng đã khó khăn rồi thì người ta không thể biết sẻ chia được. Thì trong cái bài văn đấy nó có một cái câu mà một người có cái chân đau thì không thể nào mà
quên được cái chân đau của mình để nghĩ cho người khác ấy. Thì ví dụ như là cô dì chú bác của mình cũng không phải là những người mà giàu có gì, cũng phải là những người mà cuộc sống của họ thoải mái, họ cũng cơm áo gạo tiền mệt mỏi lắm, thì cái suy nghĩ của họ sẽ lúc nào cũng áp lực và họ sẽ không thể biết thông cảm và biết chia sẻ được đâu. Em hãy chấp nhận là họ sống trong hoàn cảnh như thế thì suy nghĩ của họ như vậy. Em không tin em cứ hỏi mọi người đi, ai về quê cũng bị thế hết. Ai về quê là cũng sẽ bị kiểu như là lời ra tiếng vào, tại vì người ở quê họ vậy á. Họ sẽ có cái tốt của họ và họ sẽ có cái không tốt. Ví dụ cái tốt như là họ rất là chân thành, họ rất là chân thật, họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ nhau. Họ sẽ kiểu như là ở thật lòng với nhau. Ví dụ hàng xóm có công có việc họ sẽ giúp đỡ đấy, tức là họ vẫn sẽ có cái tốt của họ thôi, bọn họ chân chất bởi vì cái cuộc sống của họ như vậy nên là hình thành con người như vậy. Thế bây giờ họ khó khăn, ý là cuộc sống của họ không có được thoải mái, họ không có được vô tư, thì cái suy nghĩ của họ nó chỉ đến như thế thôi. Chị không có ý chê đâu, nhưng mà thực sự là hoàn cảnh như vậy á, thì mình thông cảm đi, mình thông cảm là người sống ở đấy thì suy nghĩ của họ như vậy. Chị bây giờ chị không còn cảm thấy trách nữa đâu. Chị nghĩ là ở ngày xưa những người mà hàng xóm mà người ta nói mình như vậy á thì cũng bình thường. Ví dụ như là họ chả biết là mình đi học như nào, đúng không? Họ không biết là mình đến trường như nào, cái thằng kia với cả mình là có quan hệ gì đâu, biết đâu chỉ thấy tự dưng có trai trở về nhà. Thì bây giờ em thử nghĩ đi, một người mà lớn rồi, cổ hủ rồi, thường sẽ nhìn trẻ con rất là sợ trẻ con hư hỏng, đúng không? Nhìn thấy kiểu có đứa con gái, thằng con trai chở đứa con gái về thì nghĩ gì, chắc chắn là sẽ nghĩ là người yêu rồi, đúng không? Thì mình nghĩ là thôi, nói chung là mình cũng bỏ qua đi, mình cũng chả chấp làm gì. Chứ mình thông cảm và mình không thèm chấp, mình nghĩ là thôi, nếu mà muốn chứng minh thì mình lớn lên mình có gì mình họ sẽ hiểu ra hay là gì đấy, nói chung là mình không chấp những cái đấy làm gì cả nhá. Ngày xưa học văn được bao nhiêu điểm vậy ạ? Cũng cao cao. Trời ơi, người ta nói chuyện người ta phải có dẫn chứng, người ta phải có ví dụ, phải có chứng minh chứ, đúng không? Bây giờ mà tự dưng bảo là thôi em mới chấp làm gì, nghe nó cụt cụt lủn, bây giờ mình phải nói cả câu chuyện của mình nữa cho người ta tin. Nhưng mà cái này nói thật, tôi muốn nói điêu, không có nói điêu làm gì cả. Chị ngày xưa cũng bị thế, ngày xưa chị còn ấm ức đến cái nỗi chị khóc luôn, mà trong khi chị là một cái đứa, chị thề với em mà chị chỉ nhuộm tóc chị chỉ nhuộm tóc và trai đưa về nhà thôi, thằng bạn đưa về nhà thôi, đấy là chỉ có nhờ thằng bạn đưa về nhà có lần thôi. Chị không có hư hỏng, chị không có bỏ học, chị không có làm gì hư hỏng luôn. Đi về nhà chị ngoan ngoãn, chị gọi dạ bảo vâng, chị luôn lễ phép với người lớn nhá, mà chị vẫn đi bảo đấy, chị chưa bao giờ mà chị kiểu bố láo luôn, chưa bao giờ mà nói một cái từ gì mất dạy với cả người lớn nhá, là gọi dạ bảo vâng, lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép luôn, mà vẫn đi nói đấy, chỉ vì gọi là cũng có lần nhuộm tóc, cũng có hồi đấy là thấy nó đẹp thì thích thì nhuộm thôi, con gái mà điệu điệu mà, thì hồi đấy là cũng nhuộm hơi vàng vàng đấy, rồi là cũng bắt đầu kiểu để ý một tí, cũng tô son, nhưng mà kiểu tô hơi ấy, không có make up đậm hay gì cả, nhưng mà đi học thì cũng muốn tô một tí son cho nó tươi tắn, đúng không? Đúng vậy. Cái hồi của mình là người ta tô son đầy rồi, nhưng mà về nhà là phải lau mồm, chùi mồm trước khi về nhà. Về đến đầu ngõ nhá là phải chùi mồm đi xong mới dám về nhà luôn, hàng xóm mà nhìn đi tô son là vỡ mồm rồi. Là mai lại con này thế này, con này thế kia rồi, sợ lắm. Nên là em ạ, nhà nào cũng thế, không tin em cứ hỏi mọi người đi, là nhà nào cũng vậy. Quá chuẩn luôn. Chú ý điều này để trở thành một người đàn ông tinh tế. Chị ơi, nếu người yêu mình để ảnh đôi rồi cho em vào trang cá nhân nhưng em vẫn chưa tin tưởng ý thì sao á? Em chưa tin tưởng thì em phải có lý do chứ, phải có một cái hành động gì đấy hay lời nói gì đấy của bạn đấy khiến cho em không đủ tin tưởng á, thì em có thể hỏi bạn đấy. Tại vì đôi khi bạn ý làm một cái gì đấy mà em thì cảm thấy là như thế là không có chân thành, không có đủ tin tưởng, nhưng mà bạn đấy thì lại không để ý đến điều đấy. Thì em có thể hỏi, nói chuyện với bạn ấy, trao đổi với bạn ý. Ví dụ như là bạn ấy luôn cúp máy trước này, hay là bạn ấy luôn xin tin nhắn mà không trả lời này. Tại vì có rất là nhiều bạn nam tinh tế lắm, kiểu bạn ấy sẽ không bao giờ cúp máy trước. Hay là kiểu như thằng bạn của mình, bữa mình gọi điện cho nó, kiểu bữa mình nói chuyện với nó ấy, mình bị bất ngờ luôn á. Tại vì là bình thường mình với nó là bạn bè đó, cũng chả gì cả, nhưng mà mình không nghĩ là nó lại tinh tế như thế. Lúc mà mình với cả nó, mình bảo nó là thôi mày đi ngủ đi, tao làm nốt việc đây, thì nó bảo ừ, xong mình bảo tắt máy đi, nó bảo thôi tao để máy tắt trước đấy. Tức là rất là tinh tế luôn, và nó sẽ không bao giờ để cho mình là cái người cuối cùng nhắn tin đâu, mà lúc nào nó cũng kiểu như là sau khi mình nhắn xong rồi nó cũng gửi thêm một cái nhãn dán hoặc gì đấy để mình không nhìn được cái chữ đã xem á. Có nhiều người tinh tế nhưng có nhiều người thì không biết cái điều đấy đâu, luôn kiểu dập máy trước. Tại vì cái cảm giác khi mà mình bị dập máy á, mình là cái người đằng sau, ở sau á, là mình sẽ kiểu bị hụt hẫng. Nếu mà đấy là người mà mình yêu, nếu mà đấy là người mà mình quan tâm, đấy là người mà mình để trong lòng, thì nếu mà người ta là người dập máy thì mình cảm thấy rất là khó chịu. Và nhất là con gái rất là dễ bị suy diễn với cả cảm giác khó chịu ở trong những cái hành động như thế, nhỏ nhỏ như thế. Nhưng mà con trai thì nhiều người không biết cái đấy, thì em có thể nói chuyện với bạn ý. Hôm nay mình rất là bất ngờ, mình bảo nó tắt máy đi, nó bảo thôi tao để cho mày tắt trước đấy. Mình kiểu mà đúng là kiểu lớn rồi có khác.
Ôi sao giống tại em vậy, em cũng làm vậy kể cả với con trai kiểu ngại vờ lờ á. Trước kia mình có người yêu á thì các bạn ấy cũng rất là tinh tế, các bạn ấy cũng sẽ không bao giờ để cho mình, sẽ không bao giờ tắt máy trước, luôn để cho mình là người tắt trước. Hay là ví dụ như là đưa mình về nhà là cũng sẽ luôn để chờ mình đi vào trong nhà khuất bóng rồi bạn ấy mới về. Và tại vì cái này mình để ý nhiều lắm, là có những người tinh tế như không nhá. Có những người là đưa về phát là phóng xe vụt đi luôn. Hay là tin nhắn các thứ là cũng còn không được rep luôn, xin luôn ấy. Nói chung là cái cảm giác đấy kiểu cảm giác không được tinh tế lắm, không được hay lắm. Có một lần á, mình thì rất là bình thường thôi. Thì hồi đấy là có một bạn ấy gửi quà cho mình. Đã gửi quà bên nước ngoài về cho mình. Sau bạn ấy nhắn tin với mình, bạn ấy bảo là bạn ấy rất là bất ngờ khi mà nghe cái anh mà cầm quà giúp bạn ấy gửi cho mình á, anh ấy kể lại. Tại vì cái này mình không cố ý và không để ý, không cố tình đâu nha. Bạn ấy kể lại thôi, bạn ấy bảo là rất là bất ngờ. Xong mình bảo là bất ngờ cái gì cơ? Tại vì hôm đấy mình đến mình nói chuyện cũng lễ phép bình thường, mình cũng chả có nói gì nhiều ấy, mình chỉ hỏi ấy xong rồi mình nhận quà thôi. Thế xong bạn ấy bảo là anh ấy kể là cậu đến đấy, xong rồi là anh ấy đưa quà cho cậu xong, cậu còn đứng đấy chờ anh ấy đi xong cậu mới về. Tức là mình không có hẹn anh ấy đến cửa nhà mình mà hẹn ở, hình như mình nhớ không nhầm là hôm đấy ở Royal City thì chẳng hạn. À thì phải, tại vì lúc ấy là mình đang ở trong ngõ Cự Lộc nhưng mà ngõ nhà mình rất là sâu, mà mình thì không muốn chỉ đường cho anh ấy đi vào, tại vì đường nó rất là rích rắc, kiếm khó lắm luôn á. Nên là mình hẹn anh ấy ở Royal City cho dễ. Mình đi bộ ở đấy để mình lấy đồ. Mình đến thì anh ấy đưa quà cho mình xong, mình cảm ơn xong rồi là mình đứng đấy. Mình đứng đấy chờ anh ấy đi khuất rồi mình mới quay đi mình đi về. Mình không biết là cái hành động đấy của mình mà anh đấy lại cảm thấy ấn tượng, sao anh ấy về anh ấy kể với bạn kia. Sau bạn kia bạn ấy bảo với mình, bạn ấy bảo là anh ấy rất là vui ấy, anh ấy rất là thích ấy, và bạn ấy cũng rất là thích. Và bạn ấy bảo là mẹ bạn ấy từng nói là một người như thế là một người và cái gì gì. Đoạn sau thì mình quên rồi. Đoạn sau thì mình không nhớ là bạn ấy bảo cái gì, nhưng mà mẹ bạn ấy từng nói với bạn ấy là một người như thế là một người kiểu dạng là rất là đáng trân trọng hay cái gì gì đấy. Thì mình không biết luôn nha, lúc ấy mình bình thường thôi. Hay là mình thì ví dụ những người mà ví dụ mình có đi về cùng mà chở mình về nhà thì mình sẽ hay thường đứng lại chờ người ta đi khuất rồi mình mới khóa cửa đi vào. Nhưng mà có một số người rất là tinh tế, người ta sẽ muốn mình đi vào trước cho mình, hay bảo là thôi đến cửa nhà đây rồi còn gì nữa thì cứ đi về đi, thì mình sẽ vào sau, mình sẽ chờ người ta đi khuất rồi mình mới đóng cửa. Nhưng mà nhiều người tinh tế lắm kêu là em cứ đi vào đi xong rồi là anh về, kiểu vậy là sẽ người ta sẽ chờ mình đi lên tầng luôn, lên tầng 2 luôn thì người ta mới bắt đầu. Hoặc là có những người chờ phòng mình sáng đèn thì người ta mới đi về cơ, kiểu tinh tế dã man luôn ấy. Và khi mà mình đã gặp những người tinh tế như thế rồi, sau này mình gặp những người mà kiểu không tinh tế mình cái cảm giác kiểu hơi kỳ, hơi khó chịu ấy. Đã có những người mà chờ phòng mình sáng đèn rồi mới về nha, biết mình ở trên tầng 3 này đưa mình về này. Khi nào phòng mình sáng đèn mới bắt đầu mình nghe thấy tiếng nổ xe máy đi về cơ, đến mức đấy luôn. Sẽ có những người đánh giá cao những cái đấy, thế nên là nếu mà các bạn làm những cái đấy thì sẽ có điểm trong mắt người ta ấy, kiểu vậy. Mình cũng là một đứa hơi để ý một tí. Thì sẽ mình cũng không nói về cái, mình cũng không đòi hỏi cái điều đấy ở một người không tinh tế. Ví dụ có ai đấy không tinh tế mình cũng chả nhắc người ta về cái đấy đâu, nhưng mà nếu mà có ai đấy mà làm cái đấy thì mình nhìn ra ngay, mình biết ngay. Nói chung là mình đến bây giờ mình vẫn ghét cái cảm giác bị xin tin nhắn. Tức là mình sẽ không cảm thấy nó là vấn đề nếu mà cái người mà mình đang nói chuyện cùng người ta không ở trong lòng mình, không phải là vị trí quan trọng trong lòng mình, thì người ta có xin hay là có làm với mẹ gì cũng kệ người ta thôi, mình chả quan trọng lắm. Nhưng mà nếu mà là người yêu mà xin tin nhắn như thế thì mình cũng sẽ cảm thấy hơi khó chịu ấy. Rồi rồi, mày xong rồi. Muốn có cuộc sống tự do thì phải có tiền. Càng lớn em càng thấy giá trị đồng tiền quan trọng, kiểu ít tiền phải tính toán đau đầu nên mua cái này nên mua cái kia. Không đúng rồi. Tiền là một trong những thứ khiến cho mình tự do đấy. Các bạn sẽ phải lo lắng về công việc, về rất là nhiều thứ. Nói chung là các bạn sẽ phải bận tâm bận đầu rất là nhiều. Tự do không phải là kiểu không ai bắt các bạn làm, không ai bắt các bạn làm gì, các bạn thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm đâu. Tự do là các bạn không cần phải suy nghĩ. Cái ý nghĩa của từ tự do đối với mình nó là cái tự do trong tư tưởng ấy, tự do trong suy nghĩ chứ không phải là chân tay. Khi mà mình lao động mình làm việc như thế này nhưng mà trong tay mình có tiền, trong tay mình có khả năng á, thì khi mà mình thích mua cái gì mình mua, mình muốn đi đâu thì mình đi. Vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền mình xòe tiền ra thì đấy mới là cái tự do. Tức là tự do trong đầu óc ấy, mình không phải suy nghĩ quá nhiều là chết rồi cuối tháng không có tiền đóng tiền này tiền kia. Tức là cái tự do trong suy nghĩ mới là cái tự do. Thì bạn chỉ có thể có được cái tự do trong suy nghĩ khi mà bạn đã có khả năng rồi thôi. Ví dụ như là một đứa trẻ con chẳng hạn, nó không có khả năng đúng không, nó không thể tự nuôi nó cũng không có thể, ví dụ nó muốn đi đâu, nó muốn mua cái gì nó phải xin bố mẹ, nó không có tiền, nó không có khả năng thì nó không thể có tự do được đấy. Một người lớn mà có khả năng thì mới có tự do. Đấy là cái quan điểm về tự do của mình, là cái việc mà mình phải có khả năng ấy, mình phải có tiền ấy, còn nếu không có thì rất là khó để có tự do, chứ không phải là tự do là kiểu em vẫn thấy rất tự do mà có quan trọng tiền đâu á. Đấy là cái tự do chân tay thôi. Tự do của em là kiểu bây giờ em chưa lo lắng gì,
em chưa phải lo lắng gì và em chưa gặp chuyện gì khiến cho em phải lo lắng thì em cảm thấy là mình không phải suy nghĩ gì thôi. Nhưng mà em phải hiểu là cuộc đời của em nó sẽ không như thế mãi mãi cho đến khi em chết đâu. Mà sau này em bắt đầu lấy vợ, em sẽ phải có những cái chi phí như kiểu là cưới xin, đẻ con thì còn phải nuôi con đúng không? Em muốn nuôi con theo kiểu nào nữa? Muốn con có cuộc sống tốt, muốn vợ có một cuộc sống tốt, mọi người đỡ vất vả thì em sẽ phải cố gắng rất là nhiều. Hay là em muốn những cái cao hơn như là kiểu đưa bố mẹ, đưa con cái, vợ con các thứ đi du lịch các thứ. Tức là em bây giờ, bởi vì em bây giờ còn đang đi học, em chưa cảm thấy có cái gì thôi. Chứ còn nếu mà sau này em sẽ thấy có nhiều thứ phải lo lắm, lúc đấy đầu óc em bắt đầu vùi đầu vào công việc rồi làm việc để kiếm tiền, em sẽ không còn cảm thấy tự do nữa đâu. Bây giờ là em, cái tự do của em bây giờ đang chỉ là em không phải nghĩ cái gì đấy, nó khác á. Với cả em còn nhỏ quá hay thế. Con người là nô lệ của đồng tiền thì tự do sao được á? Không phải đâu, tại vì là cũng không phải là nô lệ đồng tiền, tùy thôi à. Em nghĩ là nó tùy giai đoạn với cả tùy người á. Nếu mà mọi người nghĩ về đồng tiền một cách tiêu cực thì nó sẽ gây tiêu cực cho mọi người thật. Còn ví dụ như là mình thấy tiền nó rất là quan trọng, nhưng mà mình bây giờ mình không suy nghĩ về tiền bạc, nó không bị tiêu cực như thế đâu. Ví dụ như là bữa mình nói chuyện với cả bạn bè của mình á, thì có rất là nhiều người có cái suy nghĩ đấy là kiểu như là làm mọi thứ để kiếm tiền á, miễn là ra tiền ấy. Còn mình thì mình không biết, là có thể là mình qua cái giai đoạn đấy rồi, bây giờ mình kiểu mình cảm giác là mình cứ tạo ra giá trị ấy. Tức là em sẽ hướng đến cái việc là mình tạo ra giá trị thì tiền nó tự về. Em không tính toán là mình sẽ phải kiếm được bao nhiêu tiền, hay là mình sẽ phải làm gì để kiếm được nhiều tiền, hay là mình sẽ gì đâu. Tại vì em rất là hiểu là tiền nó sẽ đến từ cái việc mình tạo ra giá trị ấy, nên là em sẽ nghĩ là mình sẽ làm thật là nhiều thứ có giá trị thì tiền nó sẽ tự đến, thay vì là kiểu như là cố gắng đi kiếm tiền ấy. Nó mặc dù là nó cùng một cái mục đích cuối cùng thì nó vẫn là giá trị tạo ra tiền đúng không, nhưng mà khi mà mình hướng đến cái việc là mình tạo ra giá trị ấy, thì mình sẽ không bị áp lực đồng tiền làm cho mình kiểu bị tiêu cực quá đâu, hay là bị kiểu như là bị tham lam quá đâu. Em nghĩ thế. Mình lấy ví dụ về cái việc kiếm tiền nhá, thì ví dụ như là mình cái lúc mà mình bắt đầu stream á, thì mặc dù tiền với mình rất là quan trọng và mình kiểu như là mình có những cái mọi người có thể nhìn thấy rất là rõ khi mà mình phải tiết kiệm, ví dụ như là mình ăn mì gói liên tục, tức là tiền đối với mình vẫn rất là quan trọng. Chứ lúc ấy mình không có thừa tiền đâu nha, mình cũng không phải là đủ ăn đủ tiêu gì đâu, mình vẫn nghèo lắm. Nhưng mà những cái mà mình hướng đến vẫn là làm sao để cái livestream của mình phát triển. Tại vì mình biết là livestream phát triển thì tự tiền nó ra, nhưng mà mình không tính toán là làm thế nào để mục tiêu của mình không phải đặt ra là kiếm được bao nhiêu tiền, không phải kiếm được bao nhiêu triệu, bao nhiêu chục triệu, bao nhiêu trăm triệu hay là bao nhiêu tỷ đâu, mà mục tiêu của mình là làm nào để fanpage của mình lên được bao nhiêu follow, làm nào để fanpage của mình, livestream của mình có nhiều người xem. Đấy là thời điểm đầu là như thế, thời điểm đầu là mình muốn phát triển đấy lên, nhưng mà sau này mình nhận ra là mình cần phải phát triển bản thân. Sau này thì mình phát hiện ra là mình cần phải phát triển bản thân, thì mình sẽ tập trung vào phát triển bản thân hơn. Thì khi mà mình phát triển bản thân thì bản thân mình tốt thì mình làm mọi thứ nó tốt lên. Giờ vẫn nghèo mà, giờ vẫn nghèo. Nhưng mà đang lấy ví dụ như thế, lấy một cái ví dụ mà ngày xưa nghèo rách nghèo nát luôn ấy, nhưng mà những cái mục tiêu mà mình đặt ra luôn là tạo ra giá trị. Mình làm nào để bản thân mình có giá trị lên, mình mang lại giá trị cho mọi người đấy, kiểu vậy thì tiền nó sẽ tự tới, chứ không phải là mình làm này làm cái kia để đi kiếm tiền. Nếu mà mình chỉ mục đích của mình chỉ là kiếm tiền thôi á, thì mình đã đi quảng cáo kem trộn với quảng cáo mấy cái mà kiểu game tài xỉu, game bài bạc các thứ để kiếm tiền đúng không? Các bạn biết mấy cái game đấy rất là nhiều tiền đúng không? Nhưng mà mình thì không có nhận, tại vì cái mục đích của mình vẫn là tạo ra giá trị thôi. Thì khi mà mình tạo ra giá trị, tiền nó tự về. Mời đến.